Bây giờ chúng ta học đến bài thứ 20, du lịch tham quan. 现在我们来学第20课, 旅游参观. Các câu thường dùng. 常用语句. Hà Nội đã khoác lên mình một bộ áo mới. Hà Nội đã khoác lên mình một bộ áo mới. Những ngôi nhà mọc lên như nấm. Những ngôi nhà mọc lên như nấm. Hiện nay, Việt Nam có những tuyến du lịch nào hấp dẫn? Hiện nay, Việt Nam có những tuyến du lịch nào hấp dẫn? Nghe nói Vịnh Hạ Long là thắng cảnh đẹp nhất ở Việt Nam. Nghe nói Vịnh Hạ Long là thắng cảnh đẹp nhất ở Việt Nam. Ông đã đi thăm Văn Miếu bao giờ chưa? Ông đã đi thăm Văn Miếu bao giờ chưa? 在这里我们稍微说明一下, 文庙是河内市的一处名胜古迹，里面供奉的就是我们中国古代的伟大的教育家孔子，所以这个文庙有着浓厚的汉文化的气息。 Ở đây có những thắng cảnh gì? Ở đây có những thắng cảnh gì? Chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm nhé. Chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm nhé. Nhờ hướng dẫn viên giới thiệu cho một chút. Nhờ hướng dẫn viên giới thiệu cho một chút. 在这里, hướng dẫn viên 跟咱们以前学的 người hướng dẫn du lịch 是一个意思, 都可以理解为导游, 当然，hướng dẫn viên 感觉更简洁一些, 但是的话, 在说的时候, 可能说hướng dẫn du lịch, người hướng dẫn du lịch, 或者是cô hướng dẫn du lịch, 旅游小, 导游小姐, 可能就更常见。 Trở về với thiên nhiên vui thật. Trở về với thiên nhiên vui thật. 在这里天天这个词 是汉语的天然这两个字的音, 但是在越南语当中它理解为大自然。 一定注意咱们前面学过的念这个词, 的念它虽然说是自然, 但是它并不是指真正的大自然, 而是指比较自在, 比较放开的那个意思, 用的念, 真正的大自然的意思, 一定要用天然, 天然这个词, 记住的念和天然的区别。 Đất rộng người đông, nếu lạc rất khó tìm. Đất rộng người đông, nếu lạc rất khó tìm. Lạc, 在这里是一个动词, 迷路. 前面咱们见过 lạc đường 这个词, lạc 和 lạc đường 的意思是一样的, 是 lạc đường 的简单的说法. Hội thoại tình huống. 场景绘画. Đã mười mấy năm nay mới trở lại Hà Nội, thật không thể nào nhận ra được thành phố cổ kính năm xưa. Quả đúng thế. Từ ngày đổi mới mở cửa, Hà Nội đã khoác lên mình một bộ áo mới. Những ngôi nhà chọc trời mọc lên như nấm, thay thế cho các xóm nhỏ trước kia. Đường xá mở rộng gấp 1-2 lần, tạo điều kiện lưu thông xe cộ trong thành phố. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, đời sống vật chất, tinh thần cũng được nâng lên. Các nhà hàng, siêu thị mọc lên ngày một nhiều, cung cấp đủ các loại hàng tiêu dùng cho nhân dân. Bác ơi, tại sao người ta lại nói Hà Nội có 36 phố phường hả bác? À, là bởi vì trước đây Hà Nội chỉ có 36 phố phường thôi. Bây giờ đó là những phố cổ của Hà Nội. Thế những phố cổ ấy ở đâu nhỉ? Ở gần trên chợ Đồng Xuân. Từ mới. Sinh từ. Khoác. Khoác. Lên. Lên.
mọc, mọc, nấm, nấm, tuyến, tuyến, du lịch, du lịch, hấp dẫn, hấp dẫn, vịnh Hạ Long, vịnh Hạ Long, thắng cảnh, thắng cảnh, văn miếu, văn miếu, tấm, tấm, kỷ niệm, kỷ niệm, hướng dẫn viên, hướng dẫn viên, thiên nhiên, thiên nhiên, đất, đất, rộng, rộng, tìm, tìm, cổ kính, cổ kính, xưa, xưa, thay thế, thay thế, xóm, xóm, trước kia, trước kia, gấp, gấp, tạo, tạo, điều kiện, điều kiện, lưu thông, lưu thông, xe cộ, xe cộ, xã hội, xã hội, vật chất, vật chất, tinh thần, tinh thần, siêu thị, siêu thị, tiêu dùng, tiêu dùng, hàng, hàng, nhân dân, nhân dân, phố phường, phố phường, chợ Đồng Xuân, chợ Đồng Xuân. Luyện tập kiểu câu. 句型练习. Anh đã đi thăm Hà Nội bao giờ chưa? Anh đã đi thăm Hà Nội bao giờ chưa? Anh đã đi thăm Văn Miếu bao giờ chưa? Anh đã đi thăm Văn Miếu bao giờ chưa? Anh đã đi thăm Vịnh Hạ Long bao giờ chưa? Anh đã đi thăm Vịnh Hạ Long bao giờ chưa? Anh đã đi thăm Thành phố Hồ Chí Minh bao giờ chưa? Anh đã đi thăm thành phố Hồ Chí Minh bao giờ chưa? 在这里我们需要稍微注意一下, đã, bao giờ chưa? 这个句型, 表示的是对过去做没做过什么事情的一个提问, 它跟我们以前学的 đã, 这还不太一样, 它的意思是强调, 你去过什么什么地方吗? 你做过什么什么事吗? 所以加一个 bao giờ, bao giờ 本来的意思是 什么时候的意思, 但是用在这个句型当中, 就表示起一个强调提问的作用了, 答案里包着这, 你去过了吗? 或者是 答案里包着这, 你做过了吗? 更强调一点, 注意一下这个, 答案包着这的句型。 Ở đây có những thắng cảnh gì? Ở đây có những thắng cảnh gì? Ở đây có những khách sạn gì? Ở đây có những khách sạn gì? Ở đây có những bến tàu gì? Ở đây có những bến tàu gì? Chúng ta vừa học xong bài thứ 20, du lịch tham quan. 我们就学完了第20课, 旅游参观.